Hello, xin chào tất cả các bác của đã quay lại kênh nha. Thì hôm nay bên em anh Thạch Vũ Hùng lại tiếp tục lên cho cả bác hai con đổi đến từ hãng Bway. Đó là hai con đổi Bway xe 800X nha. Về trong cái lô hôm trước thì hôm nay mới có thời gian vệ sinh xong. Vệ sinh xong hai con để quay lên video cho tất cả các bác nha. Trong hai con này thì nó sẽ có hai mức giá khác nhau. Tất cả thì nó chỉ có một cái chỗ là cái nắp con này nó xấu hơn tí, xấu hơn nắp con này tí, thì giá thì em sẽ bớt cho tất cả bác 300.000 để các bác sử dụng nha. Đấy. Rồi ok, thì đầu tiên thì em sẽ đi vào cái con đầu tiên nha bác nha. Đấy, con đầu tiên là con Bway CF 800X nha. Xe 800X 600W trên kênh nhân 2 volume chiếc áp bi nha. Đấy. Và mặt trước là bao đẹp luôn các bác. Bao đẹp, bao chất lượng nha. Rất là đẹp luôn. Con này thì nắp đẹp này. Nắp đẹp nha bác nha. Đấy, xung quanh hàng còn quá chắc, quá đẹp luôn nha bác. Đấy. Rồi, tháo nắp ra cho bác xem này. Dòng này thì em về đợt trước cũng khá là nhiều, 6-7 con và đã giao hết. Đấy, bán hết rồi bác nha. Đợt này thì về hai con về cũng mới vừa sinh xong thôi. Đấy, hàng thì bên em về thì nó bao sạch đẹp như thế này hết nha bác nha. Đấy, các bác này tân phu là bằng ống nha. Đấy, quý mặt dây nhựa là còn trắng tinh luôn, rất là đẹp nha. Đấy, dây bẹ này còn quá mới, chất lượng linh kiện và quý mặt nó là còn cực kỳ là mới nha bác nha. Đây dòng Bway sò bên trong đây là dòng sò Motorola, chạy 20 con sò sắt Motorola nha. Tổng quan về con đói thì độ đẹp nó là tầm trên tầm 90% nha bác nha, 90%. So với hàng bãi thì hàng như thế này là quá đẹp rồi. Hàng đã qua sử dụng và cũng sản xuất và lâu rồi bác nha. Hàng Mỹ thì rất là chất lượng, độ bền của nó thì khá là cao. Có nhiều con sử dụng 6-70 năm mà vẫn còn rất là mới và rất là đẹp. Đấy, tất cả con chì là còn nguyên bản hết nha. Hàng quá mới luôn quá. Ngoài sâu này. Chạm lo bắt chú machine thông dụng, rất là 6 ly. Đường tín hiệu đầu vào là đường 6 ly luôn. Đường 6 ly luôn nha. Dây nguồn đầu ra. Con này thì điện nó là 120V. À, nhưng mà đã chuyển sang nguồn 220 rồi nha bác nhé, 230 rồi. Nên là các bác việc cắm 230 sử dụng thoải mái đó. Xe 800X nha, Made in USA nha bác nhé. Dòng này thì khá là chắc. Đời này thì sản xuất tại Mỹ. Nhưng mà đã đổi sang nguồn điện 220 cho các bác dễ sử dụng, 230 cho các bác dễ sử dụng nha. Cắm tránh cắm nhầm điện này, hoặc là các bác nào mà chưa có lỗi nguồn á thì các bác vẫn có thể sử dụng những dòng sản phẩm như thế này được. Đấy. Chất lượng luôn. Đây là con đầu tiên nha. Con này thì có số series nó phi tông này bác nha. 368 nha. 368 số series 368. Con này thì em để cho bác giá là 8.800.000. 8.800.000 nha. Con 368. Giá là 8.800.000 để cho bác chơi. Quá đẹp. Rồi, qua con thứ hai. Con thứ hai về mặt trước nó thì còn cực kỳ là đẹp. Đấy. Quá đẹp luôn bác, xe 800X này. Hầu như là mặt trước là không có một vết xước luôn, cực kỳ đẹp nha. Nắp lưng con này thì hơi xấu một tí. Đấy, nắp lưng con này thì về thì nó hơi bị trời xước nha, em đã sửa ba lại thì lâu qua thì cái này nó bị mờ đi. Đấy, các chữ nó bị mờ này, các đai nó bị mờ nha, hơi bị mờ nha bác nha. Đó, nhưng mà cái nắp thì hầu như là nó không có ảnh hưởng gì tới chất âm, là nó không quan trọng, chủ yếu là mặt rất là đẹp nè bác. Mặt rất là đẹp nha. Cái nắp thì ở đây thì các bác bỏ lên con vang này, con EQ, con
hoặc là các micro lên thì cháo thoát được cái nắp đó. Đấy, quan trọng là cái mạch này, mạch và ruột ga. Ruột ga này các bác, đó, các bác nhìn này, đó, quá đẹp, quá mới chưa? Nó đẹp với gọi là xuất sắc luôn. Đó. Với mạch con này thì với màu xanh, vàng vàng xanh nữa chứ. Đấy. Rất đẹp này, tăng phô luôn. Ống ánh luôn. Đấy. Tăng phô các bác nha, vàng ươm. Đó, con này thì nó chạy là 20 sò. Đấy, 20 sò. Sò này thì sò one, sò ăn của Mexico. Quý mặt nó này. Nó nhìn chất lượng nha. Nó sứ còn trắng tinh luôn. À, rất đẹp. Rồi sau đây. Rồi sau thì con này là phiên bản chạy điện là 220, 230, 240. Đó, thì ở đây nó có một cầu gạt, gạt hai lên 220 hoặc 240 thôi. Đó, chứ nó không có chuyển điện qua 100 hay 120 nha bác nha. Con này thì phiên bản hàng xuất Âu nên là nó có ở một cái cầu gạt ở đây. Đấy. Phía sau thì nó cũng vậy thôi. CS800X Made in Jura. Đó, cũng là cầu bác chú mới chuyên thường dụng và nguyên bản nha. Cầu này là cầu nguyên bản nha. Có nhiều cái thì về cái này bị gãy rồi mà thay thì nếu một cái nào thay thì em sẽ báo thay, còn những cái này là đều nguyên bản, nó riêng của nó là cái cầu lo này nha mấy nha, cầu lo này là riêng của nó. Đó. Còn những cái cầu lo khác thì đều nếu mà gắn vào thì cũng đều đã bị thay hết rồi. Nói chung là thì thay cái cầu lo này nó không có quan trọng, đều nó không được riêng thôi chứ nó cũng không quan trọng, không liên quan tới chất âm nha. Cái cầu này chủ yếu là vặn siết dây lo vào thôi bác. Đấy. Cắm dây lo vào thôi. Bật gió này. À, còn quá đẹp nha. Con này Suzuki là 076 nha bác nha. 076, Suzuki đó là 076 nè. Con này thì nắp hơi kém một tí nha. Nắp nó thì hơi kém hơn cái con bên này một tí. Nhưng mà được cái ruột gan nó rất là đẹp. Quá đẹp. Đó. Ruột gan rất là đẹp nha. Giá thì cũng 8 triệu. Con này thì em để cho bác giá 8 triệu 700 ngàn nha. 8 triệu 700 ngàn. Rồi trước mắt kia về là bán là 9 triệu. Đó. Hôm nay em fix 300 ngàn. Fix mỗi con 300 ngàn. Đọc giá hết đi. Đồng giá cả hai con là 8 triệu 7 nha, các bác mua con nào cũng được. Đó. Các bác mua con nào cũng được nha. Cả hai con 8 triệu 700 ngàn nha. Giá bên em bao cước và tặng kèm theo cho bác là một bộ da 35. Đó, đây là hai con Bway sẽ 800 biết nha bác nha. Một con số series là 368. Con này là 368 này, con này là 076 này. Cả hai con là đều đồng giá. Đều chạy điện 220V. Đó. Rồi cả hai con nhau đó nha. Ruột gan nội thất là như nhau, đẹp như nhau, mạch đẹp như nhau. Chỉ có mỗi là một con bên này thì cái nắp nó hơi kém hơn con bên này một tí thôi. Đó. Rồi mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho hôm qua số điện thoại là 0366487707, kết bạn Zalo, Facebook qua số 707 nha. Hoặc là liên hệ trực tiếp qua số 0399 0393 1049. Em ship hàng toàn quốc và giao hàng tận nhà cho tất cả các bác nha. Em cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở đây sau.